chào bác. Em xin phép được biết tên của bác ạ. Bác bác sĩ, tôi là Đoàn Thị Trân. Dạ. Vâng. Bác là ở tuổi bao nhiêu bác? Năm nay là 74. Dạ. Bác đến với đơn vị thuốc dân tộc với mong muốn là điều trị bệnh lý gì ạ bác? Thưa bác sĩ, là tôi đến đây là mong muốn được điều trị bệnh dạ dày trong ngực. Vâng. Dạ dày trong ngực ạ. Vâng. Dạ dày trong ngực là rất nhiều bệnh nhân bị đấy ạ. Dạ. Vâng. Thì bác bị lâu chưa bác? Dạ, thưa bác sĩ, tôi bị lâu rồi ạ. Vâng. Và tôi cũng đã điều trị nhiều các thuốc tây. Vâng. Rồi các thuốc đông y. Vâng. Nhưng mà nó cũng không khỏi được. Vâng. Thực ra là tây y là điều trị những đợt cấp. Dạ. Còn bên đơn vị thuốc dân tộc thì có phương thuốc đông y điều trị vào căn nguyên của bệnh. Dạ. Và phương thuốc bác đã được bác sĩ Đinh Thị Tuyết Nhung kê đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Đó là phương thuốc sơ can bình vị tán. Dạ vâng. Và áp dụng cho trường hợp của bác Trâm là sơ can bình vị trong ngực. Dạ vâng. Đấy. Thì bác sử dụng thuốc cũng được một thời gian rồi thì bác thấy là bệnh lý được thuyên giảm nhiều chưa bác? Thưa bác sĩ, là tôi rất đáp ứng bác sĩ. Dạ. Tôi điều trị cái thuốc này thì nó cũng có đỡ đi nhiều. Vâng. Thì do là thứ nhất là cái bệnh trong ngực này là do là tôi có những lúc cũng không kìm thêm được. Vâng. Cho nên là có những lúc tái phát. Dạ. Nhiều lúc cũng cứ tái phát hay ra phát lại. Vâng. Mà tôi vẫn cứ kiên trì là dùng thuốc của bác sĩ bởi vì tôi thấy nó cũng có rất hiệu quả cho tôi. Vâng. Dạ. Cái viên sơ can bình vị trong ngực bác dùng trước ăn đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Cùng với cao bình vị để bác châm uống sau ăn. Dạ. Vâng. Thì bác thấy được cái thuốc đặc trị điều trị bệnh của bác và đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm bệnh rồi bác? Cái này là phải đến 70-80% rồi đấy. Vâng, rất là tốt đấy ạ. Dạ vâng. Cái đáp ứng của bác cũng rất là tốt nên là trong cái quá trình điều trị thì bác cũng luôn luôn chia sẻ với bác sĩ Nhung đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ là bác sĩ Nhung là rất nhiệt tình, quan tâm mỗi một lần này rồi là hướng dẫn tôi là cách sử dụng thuốc và cách kim khem, cách ăn uống. Vâng. Cho nên là tôi cũng có, cho nên cái đến bây giờ tôi bệnh tôi được như thế này là cũng phải nhờ sự quan tâm cả hai bên. Vâng. Bên cạnh là tôi là thực hiện nghiêm túc mà bác sĩ thì cũng hướng dẫn chu đáo cẩn thận. Vâng. Cho nên là bệnh được như thế này là cũng là nhờ bác sĩ một phần lớn. Dạ. Vâng. Thì bác đến với đơn vị để điều trị cái bệnh lý về trong ngực dạ dày á, bác được biết qua đâu ạ bác? Dạ, tôi được biết là qua lên mạng. À vâng, qua web đấy ạ. Vâng, qua mạng thì tôi được biết mà tôi điều trị. Vâng. Vâng. Thì bác có đánh giá gì về cái dịch vụ của thuốc dân tộc và phương thuốc đặc trị của thuốc dân tộc ạ? Tôi thấy thuốc thì có dễ dùng không bác? Thuốc này thì nó dễ dùng. Vâng. Đấy, uống nó an toàn, nó không có tác dụng phụ. Dạ. Là cái điều là tôi thích nhất bởi vì ở cái tuổi già này là bản thân tôi nhiều bệnh tật. Dạ. Nhất là bệnh xương khớp cũng có, cho nên là tôi cũng tìm đến thuốc dân tộc để tôi dùng. Dạ. Nhưng tìm đến thuốc dân tộc thì tôi yên tâm. Dạ. Nó tuy rằng bệnh tái đi tái lại nhiều lần nhưng tôi vẫn tin tưởng, tôi đã dùng lâu rồi nhưng mà tôi vẫn cứ tin tưởng, tôi theo đuổi bác sĩ bởi vì tôi tin tưởng ở bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã tin tưởng và sử dụng phương thuốc đặc trị sơ can bình vị tán của đơn vị thuốc dân tộc và được bác Nhung kê. Yeah. Vâng. Và phương thuốc sơ can bình vị tán này thì rất nhiều bệnh nhân ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đã sử dụng và họ đã khỏi bệnh. Yeah, vâng. Thì chúc bác và gia đình sức khỏe và bác sẽ có một hệ tiêu hóa thật là tốt. Bác có góp ý gì với đơn vị thuốc dân tộc không ạ? Tôi có một ý kiến là các bác sĩ phải tức là vâng, bác mong muốn là đơn vị thuốc dân tộc quan tâm đến bệnh tình của bác hơn nhiều, nữa. Vâng. Quan tâm nhiều đến vâng. bệnh nhân hơn và thứ hai nữa là nâng cao tay nghề hơn nữa. Dạ, vâng. Và sưu tầm được các cái thuốc của chính của dân tộc mình để điều trị cho không những một mình tôi mà nhiều bệnh nhân nữa là qua khỏi những cái bệnh trong ngực dạ dày này. Vâng, cảm ơn bác. Tôi rất cảm ơn bác thể cái nhà thuốc dân tộc đây và nhất là bác sĩ Nhung. Dạ, đã, vâng. Đồng hành cùng với tôi từ hơn một năm nay rồi. Dạ vâng, cảm ơn bác. Vâng, đơn vị thuốc dân tộc thì luôn luôn đồng hành cùng các quý bệnh nhân cùng với bác Trâm. Dạ. Và chúc bác Trâm và gia đình một sức khỏe thật là tốt. Dạ vâng. Và bác Trâm sẽ có một cái hệ tiêu hóa thật là khỏe. Tôi cảm ơn bác. Tôi chân thành cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ.